Làm ơn hãy nghe tôi nói. Được rồi, Mickey, bây giờ con hãy đổ bê tông ở đây nha. Dạ được. Xin chào Mickey. Xin chào Polly. Xin chào chú Builder. Chú chào con. Chú đang bận lắp đặt đường ống dẫn nước có phải không? Ừ, chú phải lắp đặt 3 đường ống dẫn nước khác nhau. Đó là lý do tại sao chú làm việc từ sáng sớm. Dạ, con biết chú đang vội, nhưng mong chú hãy làm một cách an toàn. Được, con không cần phải lo lắng. Dạ, giờ thì con phải đi rồi. Tạm biệt, Polly. Chú Builder, con đã đổ xong rồi. Hả? Để chú xem. Tốt lắm. Con cảm ơn chú. Được rồi, bây giờ Dumbo và Pork đang đợi chúng ta, nên chúng ta hãy tới địa điểm xây dựng cuối cùng. Dạ. Xin chào. Chú Builder, làm xong rồi phải không con? Dạ. Bây giờ chúng ta chỉ cần đổ bê tông vào. Tụi con làm tốt lắm. Mickey và chú sẽ làm ở đây. Giờ tụi con có thể đi rồi đó. Dạ, hẹn gặp lại. Mickey, đổ bê tông ở đây đi con. Dạ được. Có âm thanh báo động hết bê tông rồi. Thật hả? Vậy con đi trộn bê tông nữa đi. Chú sẽ đợi con quay về đây nha. Dạ được, con sẽ trở lại ngay. Mình nghĩ là mình đã trộn đủ bê tông rồi đó. Hả? Có phải Rudy và Benny không? Có. Để mình thử xem. Nè mấy đứa, đang làm cái gì ở đây vậy hả? Dạ. Cậu ấy làm gì mà lâu quá. Mình nghĩ mình nên coi bản thiết kế trước. Hả? Bị thiếu mất một tờ. Có lẽ mình đã đánh rơi ở chỗ cũ rồi. Mình phải đi tìm thôi. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây. Hả? Chú Builder. Gặp lại nhau rồi. Polly, con tới đúng lúc lắm. Bây giờ chú phải đi tìm bản thiết kế bị mất. Nhưng con cũng thấy rồi đó. Chú còn phải canh chừng chỗ này nữa. Vậy thì con sẽ ở đây canh chừng, trong khi chú đi tìm bản thiết kế. Được không con? Vậy cảm ơn con rất nhiều nha. Không có gì. Hai đứa đúng là những kẻ gây rắc rối. Cũng vì hai đứa mà anh phải quay lại đây để đổ bê tông thêm một lần nữa đó. Anh giận quá đi. Mickey. Chú Builder. Chú nghĩ con đã đi trộn bê tông, con đang làm gì ở đây vậy? Dạ đâu có làm gì. Ông Builder, tụi con chỉ chơi ở đây. Nhưng Mickey mắng tụi con và làm tụi con sợ. Con sợ lắm. Thật sự không phải như vậy chú Builder. Làm ơn hãy nghe con nói. Được rồi, tụi con hãy mau đi đi. Chơi ở gần công trường là nguy hiểm lắm đó. Dạ. Mickey, con đi trộn bê tông rồi quay lại đây làm việc ngay. Nó đây rồi. Chú ấy thậm chí không nghe những gì mình nói, còn la mắng mình nữa. Mickey lớn tiếng la mắng tụi nhỏ sao? Chắc là vậy. Vậy thì chắc phải có lý do gì đó. Lý do gì chứ, Mickey nên hành động chín chắn hơn mới phải, cậu ấy lớn rồi mà. Trời. Không làm bê tông cứng lại, tôi có nên quay lại không? Mickey. Xin chào Polly. Xin chào Mickey. Mình đã nghe chú Builder nói rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Phải, mình đã la tụi nhỏ vì tụi nhỏ để bánh xe cán lên bê tông mà mình vừa mới đổ. Nhưng mà chú Builder không nghe mình nói, còn la mắng mình nữa kìa. Thì ra là vậy. Vui lên đi Mickey. Mình chắc chắn là chú ấy sẽ hiểu nếu như cậu nói với chú ấy những gì đã xảy ra. Chú Builder đang đợi cậu đó. Mình nghĩ là cậu nên tới đó nói với chú ấy những gì đã xảy ra. Được đi. Rồi. Không làm bê tông cứng lại, tôi có nên quay lại không? Chào Polly. Xin chào. Anh đi đâu vậy? Tụi em đang chơi à? Dạ. Anh có chuyện muốn hỏi hai đứa tụi em đây. Hỏi gì vậy?
Hồi nãy hai đứa đã cán bánh xe lên bê tông mà Mickey vừa đổ đúng không? Dạ. Vậy là Mickey đã nói sự thật. Hai đứa có biết Mickey đã bị chú Builder la vì điều đó không? Dạ. Nếu hai đứa nói sự thật thì Mickey sẽ không bị chú Builder la mắng nữa. Xin lỗi. Anh rất vui vì tụi em đã biết sai. Tốt nhất là tụi em đi nói với chú Builder những gì đã xảy ra. Cái gì? Có thật không? Dạ. Nếu nói sự thật tụi con sợ ông la tụi con. Trời ơi, ông đã mắc sai lầm lớn rồi. Mickey sẽ bị tổn thương bởi những gì ông đã nói. Khi Mickey trở lại, chú hãy lắng nghe những gì cậu ấy nói. Con thấy cậu ấy đang trên đường và cậu ấy đang buồn lắm đó. Cảm ơn Polly. Nhờ con mà chú đã giải quyết được sự hiểu lầm. Và cảm ơn các con đã nói cho ông biết sự thật. Không có gì. Không làm bê tông cứng lại, tôi có nên quay về không? Mình thật sự không muốn quay lại. Chú ấy còn đang đợi mình. Mình ghét chú Builder vì không nghe mình nói gì hết. Mình cứ bắt chú ấy chờ lâu một chút. Bây giờ mình sẽ không quay lại đó. Chú ấy sẽ không tìm thấy mình vì mình trốn mất tiêu rồi. Mình sẽ trốn ở trong này. Trốn ở trong này chú ấy sẽ không bao giờ thấy mình đâu. Vậy là sẽ không hoàn thành việc xây dựng của ngày hôm nay. Vậy sao? Hiểu lầm giữa chú Builder và Mickey đã giải quyết chưa? Chắc rồi. Chú Builder nói là sẽ nói chuyện với Mickey. Mình chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn hết. Mình nghĩ chắc là Mickey đang buồn lắm đây. Nếu lần sau mình thấy Rudy, Benny, mình sẽ mắng họ một trận. Không cần đâu. Rudy và Benny đã xin lỗi về những gì mà chúng làm. Đúng, mình vui khi chú Builder đã giải quyết hiểu lầm với Mickey. Sao ở trong này tối như vậy chứ? Không, lối ra bị chặn rồi. Mình rất là sợ. Không, bê tông cứng luôn rồi, mình không thể ra được. Mickey. Chú Builder. Mickey. Sao mà chú ấy lại chờ mình tới tận bây giờ? Nếu phát hiện mình còn trốn ở đây thì chú ấy sẽ lại la mình. Mình nên làm gì bây giờ? Mickey đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chú Builder. Hả? Con đang ở đây nè. Mickey. Chuyện gì đã xảy ra vậy con? Con không thể ra ngoài bởi vì bê tông đã cứng lại rồi. Con thật sự rất sợ. Con cứ ở đó đi, chú sẽ gọi đội cứu hộ tới. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Chú Builder. Ôi trời ơi, chú đừng lo nha chú. Đội cứu hộ sẽ tới đó ngay. Trường hợp khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp. Mickey đang bị nhốt ở gần công trường. Mọi người hãy tới đó ngay đi. Được rồi. Con rất xin lỗi chú. Không sao đâu. Họ tới rồi. Ở đằng kia. Polly, hãy giúp mình. Đừng lo lắng Mickey, tụi mình sẽ đưa cậu ra khỏi đó an toàn. Rồi, chúng ta phải khoan bỏ khối bê tông này. Mình biết rồi. Mickey, lùi lại đi. Ở đây rất nguy hiểm. Được rồi. Được rồi, coi. Ừ. Hãy lấy khối bê tông ra khỏi đây nào. Hmm.
xong hết rồi, cậu có thể ra đây rồi. Cảm ơn Polly. Mình rất tức giận và mình muốn trốn ở một nơi nào đó nên mới xảy ra chuyện như vậy. Mình hiểu. Mickey, chú đã nghe Rhodey và Benny nói lại rồi. Chú rất xin lỗi vì đã không nghe lời con và còn la mắng con nữa. Con cũng xin lỗi chú. Chú cảm thấy vui mừng vì con không bị thương ở đâu hết. Dạ phải rồi chú Builder. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì nữa đây chú? Không cần phải lo lắng đâu con à. Ngày mai mới làm đi. Con cảm ơn chú. Chú à, con nghĩ rằng nó đến rồi. Hả? Cái gì chứ? Con xin lỗi đã làm như vậy với mọi người. Xin lỗi. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Hình như nhầm lẫn như thế nào đó mà cục điện từ của Lê Kỳ dính chặt vào ngực của Lê Kỳ rồi. Còn thấy đó, đó dính chặt trên đó không tháo ra được. Mình đã nói với cậu đừng có chơi ở đây rồi mà. Mình biết rồi, cậu có tháo ra được không hả Roy? Phải, mình hy vọng là được. Nó không hề nhúc nhích luôn. Sao? Để mình coi thử xem. Chắc cấu trúc 500 có vấn đề gì rồi. Thật sao? Cô Bell, còn e rằng chúng ta phải đưa cho Jean nhờ cậu ấy sửa lại. Cô hiểu mà. Lê Kỳ, chúng ta sẽ ngắt nguồn điện của con một lúc để sửa chữa nha. Dạ. Lê Kỳ, tụi mình ngắt nguồn điện rồi, cậu có thể kéo dây về. Ok. Cuối cùng cũng tự do. Cảm ơn đội cứu hộ. Có gì đâu. Cô Bell đừng lo, tụi con sẽ đem trả lại cho cô sớm. Tốt, cô cảm ơn các con. Tuy nhiên hôm nay ở cảng có rất nhiều hàng về tới nơi. Lê Ti, Lê Phi, không có Lê Kỳ các con có lo liệu được hay không đây? Đương nhiên, tụi con lo được. Cảm ơn các cậu nhiều. Jumbo, Bruno, chú cần hai đứa giúp. Dạ. Có chuyện gì vậy chú Builder? Chú cần tụi con tới cảng chở hàng hóa về đây. Dạ. Có những chiếc đinh nhỏ và bao cát đang chờ chúng ta ngoài đó. Chú muốn nhờ hai con mang về đây và đem để ở chỗ công trường có được không? Dạ. Dạ. Nếu như Dumbo tự đi một mình thì có được không vậy chú? Bộ con đang có việc bận sao? Chỉ là con không muốn lỡ mất trận đấu siêu bóng sắp bắt đầu thôi. Còn thêm một tiếng nữa mới bắt đầu mà. Một mình Dumbo không thể chở hết nhiều vậy nên chú cần con giúp cậu ấy. Nhưng dỡ hàng và vận chuyển trước giờ đều là công việc của Dumbo mà chú. Bruno, con không nghĩ là sẽ có một ngày con cũng cần người khác giúp lại con hay sao? Chắc chắn sẽ tới ngày đó nên con hôm nay cần phải giúp Dumbo. Đúng rồi, lần sau khi cậu cần mình sẽ giúp lại. Mình cần phải xem lại. Đừng có than vãn nữa, di chuyển nhanh lên. Dạ, con sẽ đi. Nhanh lên, chúng ta phải đi ngay. Mình nghĩ là mình đã biết nguyên nhân rồi. Chắc chắn là mạch bị lỗi. Đúng rồi, đúng là lỗi kết nối rồi. Cậu có sửa được không? Được, mình sẽ nối lại toàn bộ mạch bị hư. Nhưng mà họ dùng 500 điện để làm gì vậy? Không phải dùng 500 thường sẽ tiện và dùng được lâu hơn sao? 500 điện thật sự tiện lợi hơn nhiều đó. Nó chỉ hoạt động khi có điện thôi. Đúng vậy, nếu chúng ta ngắt điện như thế này thì mọi thứ sẽ rớt xuống. Wow, mạnh thật. Tao không muốn dùng điện cho đâu phải. Làm ơn nhanh lên đi, lâu quá. Chậm chạp như vậy tụi mình sẽ bị trễ đó. Bình tĩnh Bruno, cậu không thấy hôm nay tụi mình thiếu người sao? Tại mình mà các cậu phải làm việc vất vả. Nếu cục 500 điện của mình không hư thì tốt rồi. Không sao đâu, mình chắc chắn một ngày nào đó tụi mình cũng cần giúp đỡ. Phải đó Lekki. Letty nói ít thôi, làm đi. Đừng cần nhằn nữa, đây là lô cuối cùng nè. Ồ, mình nghĩ là đã chất quá nhiều lên Dumbo. Mình sẽ để phần còn lại này cho cậu. Cái gì? Làm sao mà mình vác nổi chứ? Letty, bỏ lên đi, mình có thể chở được. Mình không chắc đâu, nếu chất thêm cậu sẽ khó lên dốc cao đó. Nếu Dumbo nói cậu ấy không sao thì là không sao rồi. Được thôi. Cảm ơn các cậu nhiều. Chúc may mắn. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Đi cẩn thận nha.
Nhanh lên đi Bu ơi, chúng ta trễ rồi. Cậu ấy có ổn không nữa? Hy vọng. Mình về rồi. Chào Haley. Haley, cái gì vậy? À, đây là cánh tay 500 bằng điện mới của mình. Chinh làm cho mình đó. Để cho Haley bớt lải nhải đó. Mình thích hình dạng của nó. Nhìn đẹp lắm đúng không? Nhưng chức năng cũng hay lắm luôn. Các cậu nghỉ ngơi đi, để mình lo hết mọi chuyện cho. Được rồi. Tiếp theo, còn gì nữa không? Đừng lo, tụi mình sẽ tìm cho cậu. Cái này nữa. Ủa, sao không được vậy? Haley, cậu cũng biết là nam châm chỉ hít được những đồ vật bằng sắt thôi mà. Nó không thể nào hít giấy và gỗ được đâu. Mình tưởng nó tốt hơn nam châm bình thường chứ. Mình tưởng nó sẽ là một siêu nam châm. Mình chưa hề nói với cậu như vậy mà. Có cậu tự suy diễn ra thôi nha. Thôi mình nghĩ nên nghỉ ngơi một chút như cậu đề nghị đi. Mình cũng vậy, vì hồi nãy Haley nói là cậu ấy sẽ lo hết. Khoan đã, mình không thể một mình làm hết được. Làm ơn giúp mình đi. Mình biết thế nào cậu cũng nói vậy hết. Ôi, nhanh lên đi Trâm Bu, đi nhanh hơn nữa đi. Bruno, không đi chậm chút được, nặng quá. Mình tưởng là chúng ta đã chậm lắm rồi. Mình cần nghỉ ngơi một chút, qua khỏi đồi cho mình nghỉ đi. Còn không cậu chở phụ mình chút đi. Hả? Như vậy cậu sẽ làm mình trễ đó. Nhanh lên, mình không thể bỏ lỡ trận đấu được đâu. Vậy thôi, để mình chở. Cứu mình, cứu mình. Mình nói là mình đang gấp lắm mà. Hả? Trâm Bu. Trâm Bu. Trâm Bu. Trường hợp khẩn cấp. Mình vừa nhận được cuộc gọi. Trâm Bu đang bị chôn dưới đống cỏ khô gần đồi mây. Đội cứu hộ hãy chuẩn bị di chuyển tới đó ngay. Được rồi. Cái cậu bên này nè. Trâm Bu đang nằm ở trong đống cỏ này nè. Trâm Bu, tụi mình đây. Cảm ơn các cậu. Bruno, tụi mình sẽ dời đống này ra, cho nên cậu đi chỗ an toàn đi. Được rồi, chúc may mắn. Trước tiên chúng ta phải dọn đống cỏ khô này. Bắt tay vào làm thôi. Được rồi. Cảm ơn các cậu. Mình nghĩ là đống cỏ này đã bảo vệ cho cậu không bị thương đó Dumbo. Để mình giá lại bánh xe cho cậu sẽ không sao đâu. Cậu thật may mắn không có chuyện gì nữa đâu. Cảm ơn đội cứu hộ. Rất hân hạnh. Còn hàng hóa của các cậu thì sao? Hàng hóa của chú Builder. Mình không biết bắt đầu từ đâu đây nữa. Chú Builder sẽ rất giận dữ vì mình đã phá hỏng hàng hóa. Là lỗi của mình. Mình xin lỗi nha Trâm Bu. Nếu như mình chịu giúp cậu thì bây giờ chúng ta đã xong việc, bình an vô sự quay về công trường và còn được coi trận đấu nữa. Các cậu có cách nào dọn cái đống này trở lại như ban đầu không? Có thể. Nhưng sẽ tốn thời gian. Chúng ta cần nghĩ ra cách nào đó. Để coi nào. Chúng ta cần phải tách mấy cái đinh này ra khỏi đống cát. Phải có một dụng cụ cho công việc này. Mình có rồi. Mình sẽ dùng cánh tay 500 điện của mình. Vì lúc nãy chúng ta đã nói 500 sẽ hết những vật bằng sắt. Phải, cánh tay 500 điện của cậu sẽ rất hữu dụng ngay lúc này. Cát sẽ không bị hít vào 500. Nên sau khi lấy hết đinh ra thì chúng ta sẽ quét dọn cát và gói lại là xong xuôi thôi. Đúng.
Ý kiến hay lắm đó. Vậy tụi mình sẽ ở đây chuẩn bị, còn cậu đi về lấy cánh tay của cậu nha. Đi đây. Cố lên đi. Cậu đừng lo lắng nữa, giờ cậu hãy yên tâm quay về công trường. Cảm ơn cậu Amber. Thật sự cảm ơn các cậu. Mình về rồi. Mình đã mang cánh tay 500 tới. Hay lắm. Bây giờ chúng ta thu dọn đống lộn xộn này nha. Wow, nhìn xem kìa. Làm được rồi. Các cậu đóng lại đi. Wow, hay quá đi. Hãy xem sự lợi hại của 500. Nhờ có cậu mà chúng ta sẽ dọn xong rất nhanh. Đồng ý. Trong lúc Haley dọn đống đinh thì chúng ta sẽ quét dọn đống cát cho gọn gàng lại. Đúng vậy. Để mình lau mút mọi thứ lên là kỹ năng của mình. Dễ như ăn bánh. Cảm ơn Bruno. Không có chi. Giúp đỡ khi cần thiết là vui rồi. Phải không các cậu? Đúng rồi. Hình như hàng hóa đã được che chắn an toàn rồi. Cậu có chắc là không cần mình chở phụ không đó? Cậu chở nhiêu đó đủ rồi, cảm ơn à. Và cảm ơn đội cứu hộ nữa. Đừng khách sáo. Tụi mình về nha. Được, cẩn thận nha. Nhớ là trên đường về nếu cậu thấy mệt thì nói cho mình biết nha. Chúng mình sẽ nghỉ ngơi một chút. Mình nghĩ là ổn mà. Phải vậy chứ, hai người bạn làm việc cùng với nhau. Không có biểu hiện tình bạn nào tốt hơn bằng việc giúp đỡ lẫn nhau hết đó. Giống chúng ta đúng không? Đương nhiên. Huy chương của cô Bell. Ở đây hay ở đây? Phát hiện trò trí. Đây rồi, con tìm thấy chỗ rò rỉ rồi đó chú Builder. Tuyệt vời. Nè Pork, con làm được phải không? Theo tôi nghĩ có vẻ như ống cống đã cũ tới mức bị rò rỉ nước tới văn phòng của bà. Cho dù chúng tôi bắt đầu làm việc ngay á, thì cũng phải mất ít nhất một ngày mới hoàn thành được. Không sao cả. Cô ơi cô. Hả? Đây là gì? Cái này là quy chương hạnh kiểm tốt mà hồi còn trẻ cô được trao. Quy chương hạnh kiểm tốt có nghĩa là cô đã làm việc phục vụ đất nước, phải không? Đúng vậy, thật sự rất đáng kinh ngạc. Wow, thật tuyệt vời khi có một quy chương như vậy. Có thể cho con xem kỹ hơn không? Đương nhiên rồi. Wow, đúng là tuyệt vời quá đây. Thật sao? Mình không biết cô Bèo từng làm việc ở trong hải quân. Trong hải quân đó. Mình biết, từ lúc mình gặp cô ấy thì cô ấy từng lập một kỷ lục rồi. Vậy cậu có tìm ra nơi rò rỉ nước không Haley? Rồi, chú Builder đã nói như vậy nè. Cũng nhờ Haley đã phát hiện ra chỗ rò rỉ nước. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Nói với bà ấy giùm chú. Đúng vậy, chú Builder thực sự đánh giá cao những phát minh của mình. Chờ đã, nếu mình có thể nâng cao chức năng của máy phát hiện sự cố thì sao đây? Ý là cậu có thể thêm nhiều chức năng cho nó sao? Đúng, mình nghĩ rằng mình có thể làm cho nó tuyệt vời hơn. Bây giờ phải làm gì đây? Mình nghĩ là cậu ấy sẽ đưa ra một kế hoạch tuyệt vời khác. Chắc vậy. Quay đều, quay đều, quay đều. Trộn bê tông cho thật đều. Xoay bê tông theo vòng tròn. Xin chào mọi người. Xin chào Mickey. Mình nghĩ là những dự án của chú Builder sắp hoàn thành rồi đó. Cậu thật mắc cười, luôn làm cho mọi người cười. Thật là mắc cười. Hình như mình bị kẹt rồi. Xong rồi. Vậy là văn phòng của bà không bị rò rỉ nước nữa. Bà có thể dọn dẹp lại mọi thứ. Cảm ơn ông Builder. Không có gì. Rồi Mickey, con có thể đổ bê tông ngay bây giờ. Dạ được. Tôi sẽ bắt đầu dọn dẹp văn phòng của mình ngay bây giờ. Cô ơi, khoan đã. Con có vinh dự được giúp cô bưng mấy cái hộp này tới văn phòng không cô? Đương nhiên được rồi. Cậu bắt đầu bưng từ tủ hồ sơ nha. Dạ. Cẩn thận Lifty.
chỉ cần đợi thôi. Cái máy này sẽ là phát minh tốt nhất của mình. Chin! Hả? Chào các cậu. Cậu làm tới đâu rồi? À, mình đã thêm nhiều chức năng vào đây. Ồ, và mình cũng đã đặt tên cho nó. Cậu gọi nó là gì? Gọi là máy dò tìm tất cả mọi thứ. Máy dò tất cả mọi thứ. Máy dò tìm này có thể tìm được bất cứ thứ gì, kể cả ở dưới lòng đất, và bao gồm rất nhiều chức năng tuyệt vời nữa đó. Cậu nghĩ chúng ta có thể tìm thấy một số kho báu bị chôn vùi không? Phải. Ồ, vậy mà mình lại không nghĩ tới. Chúng ta có thể trở thành thợ săn kho báu. Phát minh của mình có thể giúp cho mọi người. Hãy chờ xem những gì nó làm nào. Con hoàn thành nhanh hơn cô nghĩ đó. Cảm ơn Lipty. Con rất hân hạnh. Mà nè, con thấy quy chương của cô không? Hả? Cô nhớ là cô đã để vào cái hộp này mất rồi. Còn con nhìn thấy hay không vậy? Con không thấy cái quy chương nào hết. Thật kỳ lạ. Không gì vui hơn khi hoàn thành công việc. Mickey. Mickey, con có thấy quy chương của cô hay không vậy hả? Dạ xin lỗi cô Bèo, con không thấy quy chương gì hết. À, bây giờ sao đây? Cô đâu có đem theo quy chương đi ra ngoài đâu. Nếu vậy thì cô có nghĩ là có ai đó đã lấy nó không? Nhưng ai sẽ làm điều này? Để xem. Đúng là tuyệt vời quá đi. Lipty, con thực sự không nhìn thấy quy chương của cô hay sao? Con không thấy thật mà. Đại ca, cô nghĩ con đã lấy nó hay sao? Vì cái hộp đựng quy chương là con bưng vào trong mà. Nhưng mà cô ơi cô phải biết là con không bao giờ lấy đồ đạc của cô khi chưa hỏi trước. Cô nghĩ con là người như thế nào? Con sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Lipty. Thiệt bực mình. Tại sao cô ấy có thể nghi ngờ mình lấy quy chương của cô ấy chứ? Nếu quy chương bị rớt ra khi mình đang bưng cái hộp thì chuyện gì xảy ra? Đúng là lỗi của mình rồi. Mình nên làm gì bây giờ? Nó ở đâu? Nó có thể ở đâu đây? Có thể ở đâu? Mình không thấy nó ở đâu hết. Hả? Có ở đây không ta? Cái này đâu phải quy chương. Cô lên Lipty, nhanh lên. Hả? Cậu vừa mới nói gì vậy? Là mình Lipty nè. Thả mình xuống đi. Mình không làm đâu. Cậu sao vậy? Chỉ cần đặt xuống là được. Rồi. Không phải kéo lên đâu. Mình không điều khiển được. Có chuyện gì rồi đó? Mình bị kẹt không điều khiển được. Cô phải biết là con không bao giờ lấy đồ đạc của cô khi chưa hỏi trước mà. Mình không nên buộc tội Lipty. Cô Bèo, đến đây. Cô Bèo đến đây nhìn nè. Có chuyện gì vậy? Máy bắt đầu dò tìm. Quang hô, hoạt động rồi. Tuyệt vời Chin, đúng là một phát minh tuyệt vời. Cái máy thậm chí có thể xác định được hình dạng của một vật thể được giấu dưới lòng đất phải không? Đúng rồi. Xin chào cô Béo. Có chuyện rồi. Lipty đang ở trong cái ống bị treo lơ lửng. Lipty đang gặp nguy hiểm. Các cậu đã nghe thấy rồi đó. Bây giờ nhanh chóng đi đến cảng biển đi. Được rồi. Cậu bay tới đó trước đi. Được rồi. Mình còn trẻ lắm, mình đâu muốn chết như vậy đâu. Chết cho Lipty. Mình đang cố gắng làm vậy thôi. Mọi người. Lipty. Sẽ ổn thôi Lipty. Đội cứu hộ đang đến. Được rồi. Cứu lên. Huh.
mình sẽ đến đó giúp Haley. Hai cậu ở dưới đây sẵn sàng nhé. Hiểu rồi. Lucky, cậu có thể nâng mình lên đó được không? Được. Mình không thể cố gắng được rồi. Mình đang tới đây rồi. Rồi, lấy thang cứu hộ được lên. Rồi. Xong rồi. Lucky, đi ra đây. Sao đâu, cậu ra đi. Ra đi, Lucky. Tụi mình sẽ giúp cậu. Tuyệt vời. Yeah. Tốt lắm. Làm tốt lắm, Lucky. Cảm ơn, Lucky. Không có gì. Lucky, mình sẽ nhờ Jin kiểm tra bánh răng của cậu ngay lập tức. Tuyệt vời, cảm ơn Polly. Cô đã trách sai Lucky nên mới xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy đó. Dạ cô biết. Cô thực sự rất xin lỗi Lucky. Đừng nói vậy. Có thể con đã làm rơi cái quy chương của cô thiệt rồi. Lucky làm rơi cái quy chương thì tại sao lại không tìm thấy vậy? Đúng là kỳ lạ thật. Mickey nói cậu ấy cũng không nhìn thấy. Có khi nào quy chương của cô rơi ở dưới lòng đất không? Sao lại như vậy được? Sắp xếp thứ tự mọi chuyện nào. Mickey đã đổ bê tông ướt vào hôm qua đúng không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu quy chương rơi ra khỏi chiếc hộp mà Lucky đang bưng vào? Sau đó thì Mickey đổ bê tông lên quy chương mà cậu ấy không hề biết. Phải. Bây giờ chúng ta cần tìm xem quy chương có thực sự ở dưới đó không. Mình biết một cách. Chúng ta có thể sử dụng máy dò tìm của Jin. Máy dò tìm của Jin sao? Bắt đầu dò tìm. Đã phát hiện kim loại quý. Có phải không cô? Hả? Quy chương của cô. Lucky ơi, đã tìm thấy quy chương rồi kìa. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nhiều lắm. Không có gì. Mickey, khi nào thì cậu đập bể bê tông và lấy quy chương ra vậy? Không thể. Bê tông này quá hoàn hảo. Jin, cậu có chắc là ở dưới đó có rất không? Rất chắc chắn. Mình mong là cậu không nghi ngờ phát minh của mình. Mình không có. Nhưng phát minh của cậu phá hỏng lớp bê tông hoàn hảo của mình. Mình muốn chơi ném banh. Được rồi các con, tới chào hỏi đi nào. Cậu ấy sẽ làm việc tại nhà máy gỗ kể từ bây giờ trở đi. Xin chào, mình là Tin Tin. Rất vui được gặp các cậu nha. Xin chào, mình là Moss. Chào, mình là Runner. Còn đây là Pop. Mình là Dum. Rất vui được gặp cậu. Vậy, ông Builder ơi, con nên làm gì trước đây hả? Con có thể bắt đầu công việc vào ngày mai. Còn hôm nay cứ vui vẻ với các bạn của con đi. Thiệt hả ông? Đương nhiên rồi. Tuyệt quá đi. Được rồi, ông có công việc nên ông sẽ đi đây. Đội cứu hộ đang đợi ông ở cây cầu Flat. Gặp lại các con sau nha. Chào tạm biệt ông. Tin, cậu muốn làm gì đây? Mình không biết nữa. Khi rảnh rỗi các cậu thường làm gì vậy? Tụi mình thường chơi đá banh đó. Phải, nhắc tới mới nhớ nha. Tụi mình chơi ném banh đi có được không? Được thôi. Ném banh sao? Sao các cậu không chơi trước đi? Mình sẽ đi tham quan nhà máy gỗ trước ha, được không? Được thôi, tụi mình sẽ đợi cậu đó nha. Được thôi. Chơi banh nào. Chào ông Dư Dư. Ông xin lỗi vì đã tới trễ. Không sao đâu ạ. Được rồi, chúng ta sẽ xem bản thiết kế để xem phần nào cần được sửa chữa nha. Có chuyện gì vậy ông Bill? Hình như ông đã quên bản thiết kế rồi. Ông đã bị phân tâm khi giới thiệu Tin Tin. Tin Tin. Ý ông là người sẽ làm việc tại nhà máy gỗ sao hả? Đúng vậy, ông đã nói cậu ấy làm quen mọi người trước khi ông tới đây. Con hiểu rồi. Con cũng muốn làm quen với cậu ấy nữa. Tụi con cũng vậy. Chắc chắn là như vậy rồi. Dù sao thì ông cũng phải quay lại đó để mang bản thiết kế tới mà.
Ông đừng lo, con sẽ đi lấy nó cho. À, nó đây rồi. Bắt trái banh của mình nha. Họ đang chơi banh cùng nhau kìa. Chắc đó là Thiên Thiên. Xin chào, cậu là Thiên Thiên phải không? Cậu là ai vậy? Mình là Helly. Mình thuộc đội cứu hộ thị trấn Drum. Mình đã nghe ông Builder kể về cậu. Rất vui được làm quen với cậu. Rất vui được làm quen với cậu nha, Helly. Xin chào Helly. Chào các cậu. Cậu làm gì ở đây vậy hả? Mình tạt qua đây để lấy bản thiết kế thôi. Mình hiểu rồi. Thiên Thiên, nếu cậu đã xong việc tham quan nhà máy gỗ thì tụi mình cùng chơi banh đi ha. Các cậu ơi, mình xin lỗi, nhưng mà mình có thể xem các cậu chơi banh thôi được hay không vậy hả? Sao vậy? Tụi mình chơi cùng nhau đi. Mình nghĩ mình không nên chơi. Thiên Thiên, cậu không chơi banh là có nguyên nhân, có phải không? Hồi trước mình đã từng làm vỡ mắt kính của mình một lần rồi. Mình không chơi banh vì không muốn chuyện đó lại xảy ra thêm một lần nào nữa. Mình hiểu rồi. Thiệt hả? Cậu đã gặp Thiên Thiên rồi sao? Đúng vậy, Helly đã tới nhà máy gỗ một lúc rồi mà. Thiệt hả? Thiên Thiên thích cái gì vậy? Đúng vậy, Thiên Thiên có càng gấp rất khỏe nên có thể nâng được rất nhiều khúc gỗ bự. Và cậu ấy cũng đeo tấm kính siêu ngầu luôn. Ôi, ước gì mình sớm gặp được cậu ấy. Nhưng mà các cậu, khi lúc nãy mình gặp Thiên Thiên, mình đã nghe kể vài chuyện đặc biệt về cậu ấy đó. Là chuyện gì vậy? Khi mình tới nhà máy gỗ thì ra chuyện là như vậy. Có vẻ như Tin Tin cũng muốn chơi banh đó, nhưng cậu ấy không thể chơi vì mắt kính của cậu ấy. Chắc cậu ấy cảm thấy thất vọng lắm. Đúng vậy. Có cách nào để giúp được Tin Tin hay không hả? Nhưng mà cách nào? Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra một cách nào đó thôi. Cái gì? Các cậu muốn mình bỏ kính ra để chơi banh hay sao vậy hả? Phải. Mình e là không thể làm vậy đâu. Tại sao vậy? Khi mình bỏ kính ra thì mọi vật đều mờ mờ, mình không thể biết được banh tới từ hướng nào hay là các cậu đang ở đâu hết đó, nên không được đâu. Thiệt hả? Vậy thì tụi mình sẽ chơi trò khác nha. Không cần, các cậu không cần phải làm vậy, mình ngồi coi cũng được rồi mà, không sao đâu. Nhưng mà tụi mình muốn chơi cùng cậu. Mình biết rồi, vậy tụi mình chơi trò lăn bóng nhẹ nhàng có được không? Đúng vậy, tụi mình lăn thật cẩn thận tới chỗ cậu. Như vậy mắt kính của cậu sẽ không bị bể. Như vậy các cậu sẽ không thấy buồn chán chứ hả? Chưa thử thì làm sao tụi mình biết được chứ. Tin Tin à, chơi cùng tụi mình đi. Đi mà. Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ thử xem sao. Hay lắm, mình hào hứng quá đi. Tin Tin, bắt nha. Mình sẽ lăn nhẹ thôi. Được thôi. Hop, bắt lấy nè. Đằng này nè. Lần này mình sẽ ném banh mạnh hơn một chút nha. Mình bắt được rồi. Nhẹ đâm, chụp nha. Tin Tin, ném hay lắm đó. Được rồi nè, lần này mình ném mạnh nha. Mình sẽ bắt nó. Tin Tin, cậu không sao chứ? Kính của mình đâu rồi hả? Đâu rồi? Trời ơi, Tin Tin, coi chừng, có một tổ ong đằng sau cậu. Hả? Tổ ong sao? Ở đâu vậy? Cứu mình với. Các cậu ơi, cứu mình với. Tin Tin. Mọi người ơi, mau tới đây với mình nào. Có chuyện gì vậy Tin? Mình đã tìm ra cách để giúp Tin Tin rồi. Thật sao? Là cách gì vậy? Mình nghĩ. Tin nghe, có chuyện gì vậy? Tin, tụi mình gặp rắc rối. Tin Tin đang bị một đám ong đuổi theo đó. Cái gì? Ong đuổi theo sao? Cậu có thể mô tả tình huống chi tiết được không? Tụi mình vô tình đụng phải tổ ong khi đang chơi banh, cho nên đàn ong mới nổi giận và đuổi theo tấn công Tin Tin. Ngay lúc này, Tin Tin đã bỏ chạy vào trong khu rừng phía sau nhà máy gỗ để tránh lũ ong rồi. Xin các cậu mau tới cứu Tin Tin đi. Các cậu đừng lo lắng, đội cứu hộ chắc chắn sẽ tới đó sớm thôi. Chúng ta cần phải giải cứu họ ngay lập tức. Đã rồi. Thank you.
Lily, cậu đi trước tìm vị trí của Tintin trước đi nha. Được thôi. Nhanh lên. Tintin! Cứu tôi với! Mình không thể nhìn được rõ ràng. Đừng đuổi theo nữa mà. Cứu tôi với! Cứu với! Tintin! Cậu đâu rồi? Cứu tôi với! Làm ơn đi! Mình đã tìm thấy cậu ấy! Cứu với! Tintin! Cậu ở đâu? Tintin! Haley! Các cậu! Mình đã tìm thấy cậu ấy! Mình sẽ gửi vị trí cậu ấy cho các cậu! Ồ, được thôi! Ôi không! Tintin đang chạy thẳng tới vách đá! Phải! Và mày ông cũng đang đuổi theo Tintin! Nhưng hiện giờ rừng cây đang cản đường mình! Nên mình không đến chỗ cậu ấy được! Đừng lo Haley! Tụi mình sẽ giúp cậu ấy mà! Hãy nhanh lên nào các cậu! Đã được rồi! Rồi, Amber và mình sẽ giải cứu Tintin. Cậu lo mày ông nha. Được. Cứu mình với Tintin. Dừng lại đi, tôi chết đá chỗ đó. Trời, nhẹ lên đi. Mình đang trên đường đây. Tintin, cậu là ai? Mình là Harry nè. Harry, còn lũ ông thì sao hả? Chúng đi chứ. Rồi, giờ cậu đã an toàn, bình tĩnh lại nào. Các cậu, giờ kéo Tintin lên được rồi đó. An toàn rồi. An toàn rồi. Tụi mình xin lỗi nha Tintin. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu tụi mình không ép cậu chơi banh với tụi mình đó. Không phải là lỗi của các cậu mà. Thực ra thì mình cũng rất muốn được chơi bóng cùng các cậu nên mới vậy thôi. Nhưng mà kính của cậu lại hư nữa rồi kìa. Thôi, nó bị bể hoàn toàn luôn rồi. Mình biết rồi, từ giờ trở đi mình không chơi bóng thì tốt hơn. Nhưng mà Tintin à, cậu nói là cậu không thể nhìn rõ nếu như không có đeo kính. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Phải ha, mình cũng lo về việc này nữa đó. Tintin, mình đã nhờ Jin giúp tụi mình chuyện này. Mình chắc chắn cậu ấy sẽ biết cách giúp cậu. Phải. Của cậu đây. Xong hết rồi, cậu thấy sao Tintin? Cậu có thể nhìn rõ được không? Được rồi, mình có thể nhìn rõ rồi nè. Tụi mình cho cậu. Tintin, chúng không phải là cái kính bình thường đâu. Kính này không dễ bị lem nước, có độ cường lực và không dễ bị dở. Từ giờ trở đi, cậu có thể chơi banh mà không cần phải lo lắng nữa. Thiệt hả? Tất nhiên rồi. Tuyệt quá ha Tintin. Jin, cảm ơn cậu đã làm cho mình cái kính tuyệt vời này nha. Cảm ơn cậu. Không có gì, mình rất vui vì đã giúp được cho cậu. Chỉ vậy thôi. Cậu đã nói tới cái kính này khi nói có thể giúp được Tintin có phải không? Đúng vậy đó. Các cậu, bây giờ mình muốn chơi ném banh, các cậu sẽ chơi cùng mình chứ hả? Được không vậy? Đương nhiên rồi. Chúng ta chơi ném banh coi ai là người chiến thắng. Bạn mới của chúng tôi, Hooper. Chào buổi sáng. Nè, mọi người có nghe nói một chiếc xe buýt lớn đang tới thị trấn Rum không? Mình nghĩ cậu ấy tên là Hooper. Mình tò mò không biết Hooper như thế nào. Mình nghe nói Hooper đến từ một thành phố lớn và cậu ấy thực sự rất to lớn. Chúng ta cần phải giúp Hooper làm quen với môi trường xung quanh trong thị trấn của chúng ta đó. Ý kiến hay đó. Nhưng mà thời tiết vào hôm nay thì hơi xấu. Haley,
cậu hãy chú ý và kiểm tra báo cáo tai nạn ngày hôm nay nha. Mình hiểu rồi, Jin. Tốt, chúng ta cùng nhau cố gắng nào. Xin chào Posty. Xin chào Cap. Wow, cậu lớn quá. Hình như các cậu chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe buýt lớn như mình. Đúng là chưa từng nhìn thấy. Cậu mới tới đây phải không? Xin chào, mình tên là Cap. Còn mình là Posty. Mình là Hooper, một chiếc xe buýt khổng lồ đẹp trai. Rất vui được gặp cậu. Dù sao thì cũng chào mừng cậu tới thị trấn của tụi mình. Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi mình bất cứ lúc nào. Cảm ơn, cậu tránh qua một chút nha. Xin lỗi, mình khá lớn so với các cậu phải không? Làm sao mình có thể lái xe tự do trong thị trấn nhỏ như hạt đậu này? Cái gì? Nào xe nhỏ, mình xin phép đi trước nha. Cậu ấy gọi chúng ta là xe nhỏ hả? Cậu ấy còn nói thị trấn của chúng ta nhỏ như hạt đậu nữa. Hạt đậu hả? Xin chào. Xin chào hai cậu. Chào, xin chào. Hayley, thấy cậu ấy chưa? Người nào? Xe buýt khổng lồ mới tới thị trấn của tụi mình á. Tên của cậu ấy là Hooper. Các cậu đã gặp Hooper sao? Cậu ấy có thật sự lớn như mọi người nói không? Cậu ấy thật sự rất to lớn. Nhưng mình không thích cậu ấy. Đúng vậy. Cậu ấy coi thường tụi mình. Còn nói thị trấn của chúng ta nhỏ như hạt đậu nữa. Thật vậy sao? Mình về rồi. Sao rồi đi? Bầu trời rất nhiều mây đen. Và hình như trời sắp mưa. Mình biết rồi, mình đang chờ kết quả của radar thời tiết. Mọi người muốn nghe về xe buýt khổng lồ Hooper phải không? Cậu đã gặp cậu ấy chưa? Mình chưa gặp. Posty và Cap đã gặp cậu ấy rồi. Nhưng mà họ thật sự buồn về việc cậu ấy tỏ vẻ coi thường họ. Cậu ấy không hòa đồng thì phải làm sao? Haley, cậu không nên đánh giá bản chất của Hooper thông qua những gì Cap và Posty nói. Phải, đó là vì cậu ấy chưa quen với thị trấn này. Cậu ấy có thể trở thành một người bạn tốt. Ồ, mình cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Chuyện này dễ dàng thôi. Nếu Hooper chịu kết bạn với mọi người thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Trời đất, cái gì chứ? Sắp có một cơn bão lớn rồi. Khi nào thổi vào đây vậy? Tối nay cơn bão này sẽ đi vào thị trấn Rum. Phải báo cho mọi người trong thị trấn biết điều này. Ngoài ra chúng ta nên chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Phải, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để ứng phó với lại cơn bão. Mọi người trong thị trấn xin hãy lắng nghe. Một cơn bão sẽ đi qua thị trấn Rum vào tối nay. Chúng tôi khuyên mọi người nên núp ở một nơi thật an toàn. Nếu không có chuyện gì, xin vui lòng tránh đi ra ngoài đường vào tối nay. Dường như mọi người đều sợ hãi trở về nhà rồi. Một chiếc xe buýt khổng lồ như mình không phải lo lắng về cơn bão như những người khác. Gió thổi mạnh thì mấy tấm bảng này dễ rớt xuống, nguy hiểm lắm đó chú Wheeler. Chú phải cẩn thận thì mới được. Cảm ơn, chú biết rồi. Không một ai cả. Thị trấn này toàn là những người nhát gan sinh sống mà thôi. Tình hình hiện tại sao rồi? Không có gì xảy ra ở những con đường gần cảng biển hết. Mình đã gắn bảng cấm ở gần cây cầu rồi. Chắc chắn sẽ không có ai chạy qua cây cầu đâu. Mình đã đi kiểm tra tình hình ở quảng trường để không bị gió thổi tứ tung. Tốt lắm mọi người. Nói thiệt là mình hy vọng không có gì xảy ra. Đúng là một con đường quanh co mà. Bây giờ mình không biết mình đang ở đâu nữa. Có đá ở đằng trước.
tại sao lại trơn quá vậy? Cứu! Cứu tôi với! Cơn bão kéo vào thị trấn rồi. Tốt hơn hết là mình nên quay lại ngay bây giờ. Cứu với! Hả? Âm thanh đó là gì vậy? À. Cứu tôi với! Cứu! Hả? Cứu với! Làm ơn cứu mình với! Mình không thể di chuyển được. Bình tĩnh đây, nguy hiểm lắm đó. Tốt nhất là nên gọi đội cứu hộ tới. Mình nhớ có một chiếc điện thoại ở gần đây. Ở kia rồi. Làm sao mình có thể đi qua được? Thôi được rồi, mình đi đây. Wow, vậy mà mình cũng qua được luôn. Để mình gọi người tới cứu cậu nha. Jin của đội cứu hộ nghe đây. Jin, chúng mình cần giúp đỡ. Khép hả? Sao cậu lại bị trầy hết người vậy? Chuyện gì vậy? Khép. Mình nó thì không sao, nhưng chiếc xe buýt khổng lồ gặp nạn rồi. Whopper phải không? Đúng vậy, cậu ấy gặp tai nạn ở trên ngọn đồi số 7 á Jin. Cái gì chứ? Hiểu rồi, mình sẽ kêu đội cứu hộ đến đó ngay bây giờ. Nè, cậu cố gắng lên. Đội cứu hộ sắp tới cứu cậu rồi á. Cảm ơn. Mà nè, cậu tên là gì vậy? Khép. Mình tên là Khép. Đội cứu hộ tới rồi kìa. Được rồi Khép, cứ giao cho tụi mình. Cậu di chuyển tới nơi an toàn với Amber đi. Khép, qua đây đi. Roy, hãy lấy cần cẩu ra. Còn Haley, giúp Roy. Được rồi. Mình sẽ giúp. Amber, qua đây đỡ giúp mình. Được rồi. Bắt đầu đi Roy. Được rồi. Khác, xe cậu được sơn lại mới rồi. Giờ nhìn giống như là mới vậy á. Xin lỗi Kép. Hả? Mình thô lỗ quá. Mình cứ ý xe mình lớn nên đã coi thường xe nhỏ các cậu. Không sao đâu. À phải rồi, chúng ta nên giới thiệu bản thân mình cho Hooper biết đi nha. Cậu nói đúng, mình là Amber. Mình tên là Jin. Mình là Polly.
mình là Roy. Chào mừng đến với thị trấn Trum. Cảm ơn rất nhiều. Sau khi chào mừng cậu á, thì mình sẽ dẫn cậu đi tham quan thị trấn nha. Thật sao? Cảm ơn. Vậy đi thôi. Bye bye. Chúng mình không cần phải lo lắng cho Huber rồi. Cậu ấy là một người bạn tốt. Đường này vào thị trấn chính nè. Đi trên ngọn đồi lộng gió.